Và hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG. Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Evolved Rital IO. Mấy bữa nay mình không ra video cho các bạn xem bởi vì mình bận một số việc nhà cũng như là việc học, mình rất là tranh thủ. Với lại mấy bữa nay á, sao ta, mình đang chuẩn bị cho một cái series review mod mới. Nhưng mà đợi tới lúc đó đi rồi mình sẽ bật mí những cái quá trình mình làm review mod ha. Còn bây giờ tới phần ARK sinh tồn thì chúng ta chỉ lo việc sinh tồn mà thôi. Ok. Và cái tập hình như là tập 11. Ừ đúng rồi, tập 11, tập vừa rồi. Mình đã đi làm gì ta? À, đi lấy biotoxin. Ai chà, biotoxin và mình đã à, đi lấy biotoxin và mình làm đạn. À, mình mới vào game luôn mà mình quay liền cho anh em xem chứ tập mình quên tập trước mình làm gì rồi. Với lại là hôm nay á anh em, tôi có làm mấy cái tôi đổi phần mềm quay. Tôi đổi phần mềm quay qua gì ta? Qua OBS. Để tại vì tôi rất là thích cái nền tảng OBS anh em. Nền tảng OBS để giúp cho chúng ta có thể add những cái what the fuck cái gì đó. Ui, nó quýnh cái gì vậy? Ui, có đi luôn. Mình có thể add những cái ảnh gif như bên góc bên dưới mà hình anh em thấy nè, đó. Bên dưới đây, anh em nhớ subscribe và bấm vào cái chuông để khi mà mình ra video thì anh em có cái để xem nha. Ok, và bây giờ mình sẽ làm armor, chúng ta sẽ có metal, cần metal ở đây và chúng ta để ở đây, armor đây. Chúng ta sẽ bỏ gunpowder vào, chúng ta sẽ làm được 11 viên. Sao yếu nhờ. Và bây giờ mình sẽ lấy than chứ, than đốt để qua bên đây. Và gunpowder chúng ta cần bắt powder và lin này. Và mình sẽ full splint cái đã. Rồi ráp thật nhiều bắt powder nó thôi là được. Ok. Sẵn thì mình sẽ đi lấy splint tại vì splint mình còn rất là ít. Thì nói thiệt với anh em nha, cái này là trong clip mình tâm sự thôi. Thì trước hết là nãy mình quên nói về cái vụ IBS, OBS, cái phần mềm quay. Thì mình mới chuyển qua thì tuy là nó có hơi lắc một tí. Nhưng mà tại vì mình rất là thích cái phần mềm này. Nó rất là đa năng, đa dụng. Cái thứ hai á, là nói về cái season này á, là tôi bây giờ tôi cũng không biết làm cái gì nữa rồi. Tại vì ngoài cái việc tem thủng là khủng long ra thì chúng ta hầu như là không có việc gì để làm, anh em hiểu không? Thì có thể là tôi sẽ kết thúc cái season này sớm. Tôi thật sự mà nói, anh em nói đúng chứ không sai. Có nghĩa là sao ta, không có mod thì chơi khá là chán. Sáng mình lượm cục cứt này luôn. Tôi thì cái mục tiêu của season này của tôi á, đó là đánh boss, dù thất bại ha, thành công thì tôi cũng sẽ gắng đánh boss. Dù thất bại hay là thành công thì tôi cũng sẽ gắng đánh boss. Cái thứ hai á, là tôi sẽ tem hết tất cả những con có thể tem ở được trong cái map này, đại khái là như thế. Tem hết tất cả những con thú luôn. Ấy mày làm gì vậy? Ôi, điên à. Thì đó là cái mục tiêu của season của tôi. Và tôi xây dựng những cái công trình mà tôi rất là, tôi muốn đề ra, đại khái là như vậy. Stone và Berlin đây. Ở tập trước tôi đã chết cái con ấy rồi.
Rồi và bây giờ tôi sẽ làm đạn biotoxin cái đã. Đắt chứ lộn. Đắt thì hình như tôi có học. À cái đạn này Rap Fabricator, chúng ta cần rất là nhiều biotoxin đạn đạn đắt. Đạn đắt này cái đã. Chúng ta có 25 viên. 25 viên đạn đắt. Và bây giờ chỉ chờ cho cái này nó ráp thật là nhiều thôi. Hình như là thiếu stone, để tôi lấy stone tiếp. 2 kg đây. Stone. Thiếu thiếu Berlin. Mà tôi nghĩ là được, tôi nghĩ là vừa rồi. Tại vì biotoxin chúng ta không có nhiều. Ok. Như anh em thấy cái ở dưới cái surprise, cái icon surprise á, anh em có để không? Đó là cái thanh màu xanh á, là cái mục tiêu mà tôi đang cần hướng tới là 10.000 subscriber. Anh em nhớ giúp tôi chia sẻ rộng rãi với mọi người và subscribe kênh của tôi để kiểu như là có rất là nhiều người chưa biết tôi comeback á. Anh em nhớ subscribe để cho tôi có nhiều nhiều subscribe để ăn Tết cho nó lớn nha anh em. A few moments later. Ok, thì sau một lúc chờ đợi thì chúng ta đã xong. Và bây giờ thì còn vài cái thôi, 400 là quá dư đối với chúng ta rồi. Bây giờ là mô đây và để của anh đây. 36 viên thiếu cái gì? Thiếu hình như metal đúng không ta? Ôi, coi vậy chứ game powder nhiều như vậy mà có 36 viên anh em. Xám hồn địa thì chứ. Thiếu mắc powder, chắc là mình cần phải đi farm thêm. 36 viên không đủ đâu. Mô. Bắt cái này đi ồn quá ồn. Ồn quá ồn. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Ok, tôi sẽ đi farm thêm plin để tôi làm bắt bao đời ha. Ok, tôi mới đi farm plin về và nó đang làm bắt bao đời cho thật là nhiều. Nhưng mà nói vậy cũng không nhiều đâu. Lây qua lây lại thì chúng ta đã có 80 mấy viên, tôi nghĩ là ok lắm luôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp đạn đất. Và bỏ vào đây, chúng ta sẽ có 88 viên đạn đất. Sau đó chúng ta sẽ ra fabricator để làm những cái số 88. Ôi như vậy là hơi trơn 100 viên anh em, quá tuyệt vời rồi, còn đòi gì nữa. Quá tuyệt vời rồi. Ok, ai mà nhắn tin dữ vậy không biết, để tôi tắt cái tiếng chuông cái đã. Ok, và bây giờ thì chúng ta quay lại với công việc. Đây viên đạn đáp thì chúng ta sẽ làm bằng này thì có metal và viên đạn bỏ biotoxin vô trước và metal chúng ta sẽ lấy bên đây, lấy hết metal bên đây khá là nặng. Hôm nay tôi đang suy nghĩ là tôi không biết bắt con gì đây nữa. Nhiều anh em nói sẽ bắt con T-Rex nhưng mà để tôi đi kiếm con T-Rex cái đã. Không, tôi sẽ bắt tất cả những con thú mà tôi gần gần đây trước rồi mình hãy đi xa ha, anh em. Sau này tôi sẽ làm một cái vườn thú ở bên kia hoặc là bên đây, không để mấy con thú nó ở gần tôi được. Và không biết là anh em ý kiến anh em sao, chứ anh em theo anh em nghĩ là sắp xếp thú khủng long nó theo hàng lối hay là cứ thả nó đi rong, cái đó thì tôi hỏi ý kiến anh em để cho tôi biết. Ok, chúng ta có 113 viên đạn. Quá ngon. Ok, turn on và 113 viên đạn. Ôi, cái này nó có hạn sử dụng nha anh em. Nó tới hình như là 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ nha anh em.
Không biết là 4 tiếng mình có thể xong nổi hay không, nhưng mà chúng ta cứ ráp đi, mình nghĩ là được. Chúng ta sẽ tem hết thảy luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ làm đó là một nhiều cái gate, để nếu mà gặp con T-Rex đó, thì chúng ta sẽ farm làm gate luôn. Cái cánh cổng để ta tem T-Rex. Đây. Bốn cái rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ làm cánh cửa. Ok. Và chúng ta sẽ làm mình một cái trap nha anh em, trap. Cái bia trap không phải cái trap lớn này nè. Đây, cái trap lớn thì chúng ta sẽ làm ở smite. Trap. Đây. Ok, làm dưng cái nó đi. Rồi và việc của mình bây giờ là cất hết mấy cây cung này vào và lấy cây súng thôi. Làm thêm một cây súng súng nữa. Long neck. Làm thêm một cây nữa. Thiếu metal hả? Wow, nãy giờ mình xài metal hơi nhiều quá nha. Xài metal quá nhiều luôn chứ. Thiếu 32 metal hả? Ok, có rồi nha quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta là quá mạnh rồi. Quá mạnh luôn rồi. Long neck cần bao nhiêu mà giữ vậy không biết nữa. Long neck cần 90 mấy hả? Phải cái đấy. 90 mấy. Ok, bỏ vô đi. Mà tôi nghĩ hai cây là quá đủ rồi. Ok, bên đây còn không? Bên đây còn mà cách một cái phòng mà nó không có full nữa. Long neck thêm một cây nữa. Ok, xong. Má mình chơi chắc cốp dữ không? Mình chơi quá chắc luôn. Mấy cái xi vứt. Cái này hả? Cái này để dành lại. Qua đây. San thì vứt. Không không. Cancel đi. Đây vứt luôn, vứt hết. Megalodon để lại. Lấy thêm narcotic nha anh em, để có gì mà tem T-Rex thì cần, rất là cần nó. Cho nó cắn vô mấy bình là được. Rồi, mọi thứ xong xuôi rồi, bây giờ let's go. Đi kiếm T-Rex. Mình nghĩ là mình sẽ lấy Warren đi thôi. Bây giờ không biết kiếm T-Rex ở đâu đây thôi. Bây giờ mình sẽ bay qua tọa độ để xem coi. Là 6, tầm 60, 50-60. Để kiếm những mấy con T-Rex cái đã. Ok, và mình đã quay trở lại đây. Thì mình đã có mặt tại địa điểm mà kiểu như là sao ta, tập trung trên trang chủ của Arika, tập trung nói là tập trung rất là nhiều T-Rex và Spino. Thì nãy giờ mình đi mình không thấy con T-Rex nào cả, và mình thấy hai con Spino, con này 90 và con đằng kia 145. Mình nghĩ là mình tem hai con Spino này trước cái đã, tại vì bây giờ nếu mà không tem á thì kiểu như cái viên đạn Biotoxin của mình nó cũng hết hạn anh em, cho nên chúng ta sẽ chơi luôn, không vấn đề gì cả. Ui, có mấy con Savage kìa. Ui, mấy con Savage này được á. Để cho tiện cái việc mà ấy thì mình nghĩ là mình sẽ xài một cái mod teleport. Ha anh em. Mình nghĩ là mình sẽ xài một mod teleport đi. Chứ mỗi lần mà nghĩ tới cái việc mà bắn nó xong rồi để nó đây hay là di chuyển nó bằng thuyền thì mất cả tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Mình nghĩ là mình sẽ xài một mod teleport. Nhưng mà để tăng thêm một cái độ kịch tính cho game đó, là chúng ta chỉ để vận chuyển thú thôi. Còn cái việc đi lại của mình thì mình nghĩ là mình sẽ
đi bằng những con Wyvern này hoặc là chim. Chính xác là như thế. Mình sẽ xem có mấy con Savage này trước. Ôi da. Ai da, mấy con Savage này nó. Ui, cái gì vậy? Ồ, thì con này. Hú hồn. Tưởng nó tới 200 mấy chứ. Ui, nó dí, nó dí, nó dí. Ui, giọt, giọt, giọt. Con này chạy khá là nhanh đó chứ. Mấy con quỷ này chạy khá là nhanh á. Mình sẽ leo lên đây. Ui. Sao nãy giờ mình bắn không trúng viên nào hết trơn nhờ? Bá xẹp. Holy fuck. Ôi. Ôi. Ôi nó đánh hiệu ứng vết thương sâu vãi cái đái. Căng thế nhờ. Bên lên đây luôn. Lên đây có vẻ hợp lý hơn này. Nó đâu rồi? Ờ à, nó dưới rồi, nó dưới rồi. Ui ui sorry sorry em. Fuck. Má con này nó leo thì sợ vậy ta. Ủa nó leo đỉnh đấy. À, tem con này có vẻ khó nhai ạ. Mình tưởng mấy con này cóc ghẻ mình không cần phải xây trap anh em ơi. May người con mấy con quỷ này đánh có hiệu ứng với lưng sâu cho nên nó đẩy con quay trình của mình đi khá là xa luôn á chứ. Bây giờ mình thấy con này lắc. Chơi mình luôn. Ồ leo 190 hả? À, nó chạy rồi, nó chạy kìa. Được 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 được, mình giết nó được, mình thấy gì nó được, mình thấy gì nó được. Một con. Anh em thấy nó khôn cái ghê không? Nó quay là nó cắn mình cái là mình. Ồ má, nó cắn có hiệu ứng xì lô anh em ơi. Má vô đây coi sao kiếm nó được trời. À, mấy con quỷ này khó chịu quá. Ôi Raptor nữa kìa. Giọt. Dạy cho nó nhanh á nè, dạy cho nó nhanh. Dạy cho nó nhanh. Ok. Bắt đầu. Nó đâu? Yes. Ha 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 ha. Biết mày một viên tao bắn cho mày bỏ mỡ mày luôn. À, và mình nghĩ là mình sẽ giết con này để lấy ra remit cái đã. Con này có không đây? Ok, có mid thôi cũng được. Đáng lẽ là mình tính thêm ba con nhưng mà ai ngờ nó có một con à. Ok. Tiếp theo là con này đây. Rồi Nodon, ôi con này yếu xìu à anh em ơi. Ui, what the fuck? Ui, làm gì tao hả?
rapper với chúng tôi. Bây giờ mình sẽ lưu lại cái địa điểm này để mình có gì mình tìm sau này, tìm cho nó dễ. Đó là địa điểm. Ok, và bây giờ là 75 50. Mình sẽ lưu cái địa điểm này lại. Ủa, tính ra nãy giờ mình khát nước mình chưa đi luôn á. Cái nút máy đâu tiêu rồi ta. Đây, 75 và 50. Chuyển nó mà hình màu đen, đó là con Savager. Savager, ok. Oh, sai sai con mẹ nó rồi. Chính xác là 75 50 hả? Sao nó ghi ở chỗ đó ta? Chính xác 75 51. 75 là đúng rồi nè, 50 53 đi. 53 Savager đúng. Đúng rồi, chính xác chỗ này. Và mình sẽ remove cái kia. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại bắt con Spino nha anh em. Ôi, đằng đây có mấy con Savager nữa kìa. Bây giờ tôi đang ở đâu đây? Hồi tôi đi, hồi tôi lạc luôn cái con Spino của tôi rồi. Hình như nó nằm bên đây nè, tôi nhớ rồi, nó nằm bên đây. Đây, nó đây. Và bây giờ việc của mình đơn giản thôi, không gì khó cả. Để tôi thử nha. À, ghê không? Phải như thế. Con này là 145 level nha anh em. Việc đơn giản thôi. Ôi, bắn gì mà không trúng. Ôi, xạo kìa. Ui. Hay là con này cần dùng 7 đi anh em cho chắc ha anh em. Dùng 7 không? Con này xài 7 đi, ở đây mình có review đẹp quá mà, mình xài 7 là đẹp luôn. À, để đây và để đây. Ủa, sao mình xây cái 7 nhỏ vậy ta? Ủa, rồi sao nó vô? Ôi, phải cái đáy không? không sao, mình binh được, mình lo được cái này, ok. Tiếp theo là nếu mà các bạn lỡ xây cái bẫy nhỏ như mình như thế này thì các bạn đặt cái trap đây, mình có cái trap cho nên rất là khỏe. Ủa, rồi sao nó mở ra ta? What the fuck. Ủa, cái này tôi không biết xài thiệt nghe. À, nó mở ra rồi. Đây, tôi sẽ chỉ cho anh em cách đánh. Đây. Dễ lắm. Đi đúng đường là được em ơi. Rồi, ok. Ok. Ui, holy shit. Xạo với tao hả mày? Thế nào? Má nó đánh mình bay cái giáp luôn. Không có cái giáp là nãy giờ mình chết rồi. À. Ôi, con này công nhận mạnh nha. Spino với T-Rex thì mình đánh giá ban đầu lúc mà trước mình chơi á, mình đánh giá T-Rex rất là cao, nhưng mà sau này con Spino nó làm lại đó các bạn. Thì nó rất là mạnh. Tốc độ, về đam đụng các kiểu này nọ, Bino rất là mạnh. Còn anh em so sánh với Gigan là nó, Gigan là một cái phạm trù mà đỉnh của đỉnh rồi. Cho nên là chúng ta không có so sánh ở đây.
Rồi. Ok, tôi vẫn đang record. Vài viên nữa là nó ngủm thôi. Để tôi xem Super Spy Blast của nó còn bao nhiêu turbo. Ôi, vài viên nữa. Đấy, thấy chưa? Rồi bây giờ thì để thêm thời gian thêm nó nhanh thì lấy ra remit đi. Đi lấy ra remit cái. Bên đây không biết có con nào nó cho mình lấy hay không. Mình nhớ bên đây có mấy con mà Baracher mà ta. Con này thì không có. Đây 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 đây, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ok, 86 miếng. Được rồi, được rồi. Không biết là có nên tem cái con Spino level 90 kia luôn không? Tại con kia nó đẹp. Ok. Ai cha con này turbo nó hồi nhanh quá. Turbo nó giảm nhanh quá. Cắn lên miếng đi. Anh em để ý thấy nó hồi rất là nhanh không? Chắc là tôi ở đây, tôi sẽ ở đây tôi canh cho tới khi nào hoàn thành xong con này tôi mới yên tâm tôi đi tìm con khác được. Tại vì con này khá là quan trọng. Nên ngồi đây mà canh thôi. Ok, xong rồi và bây giờ thì chỉ việc là demolish mấy cái này. Nó bắt có một con Bino mà tốn khá chứ, tốn 4 cái ghép luôn. Đỉnh của đảng. À, con này khá to, lâu lâu chơi vanilla lại anh em thấy nó to vãi cái nái luôn. Con này tất nhiên là gấp gấp Bino không được rồi. Và tôi nghĩ là tôi sẽ để nó ở đây luôn. Chỉnh cho nó chế độ neutral để con nào sinh sự thì đánh nó. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ ráng nhín thời gian để tem một con nữa cho anh em xem. Bỏ hết Straw Remit luôn đi. Đó, mấy cái giáp của mình nâng cho nó đam. 400 mấy đam là cao rồi đấy. Tôi còn thiếu cái gì nữa ta? À, vứt cái này đi. Ok, và bỏ. À, quay trở lại với Savage của chúng ta coi nó xong chưa. Má bây giờ tôi không nhớ luôn á anh em. Tôi không nhớ chỗ nào luôn á. Để xong khi đi khi mà tôi tua cái video tôi lại rồi tôi mới nhớ được là tôi để nó ở đâu. Chứ giờ tôi thua rồi. Tôi nhớ là không lầm chỗ này nè. Bây giờ đó à, bên kia đúng rồi, tôi nhớ rồi, rằng gần đây có con Alpha Raptor, chính xác là Alpha Raptor đây nè. Và nó ở gần đây. À đây 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 tôi qua tôi.
qua tôi gấp nó qua con Spino luôn. Let's go. Con này cũng khá là yên tâm rồi, tại vì con này 134. Được. Được của nó. Sao? À con heo. Đúng rồi, anh em kêu tôi cho em con heo đúng không? Để nó có phân. Chính xác. À. Ơ, what the fuck gì vậy? Ê, what the fuck? Ủa sao nó cạp con heo rồi, what the fuck? Ủa sao nó cạp con heo rồi? Đứng trên đó đi ông cha, để tôi tem con heo cái đã. Ê, tao lâu con gồng này nó xàm ghê rồi đó. Đâu rồi, bên đây đúng không? Ok. Thả nó qua đây. Ôi, nó chạy nữa kìa. Được, được, chạy qua đây thì được. Ôi, con heo này trâu nha. Ôi, ôi, ôi. Ui, chết mẹ rồi. Thôi xong rồi. Fuck, fuck. Phải lộn. Ok, tập sao không sao, tôi sẽ lấy con quay rồi tôi qua bên kia. Ok, đây. Con điên này nè. Con điên này. Lao vào đây. Lao vào đây. Oh, what the fuck? Ở con chim này nó, con chim đánh mình vãi cái đái. Hổ chết lần nữa. Mình quên là con chim đó nó đánh mình chứ không có đánh rồng. Ok, được, mình lo được mấy con này mình lo được. À, tự nhiên có con chim quỷ đó, con chim ta. Khó hiểu rồi ta. Đây rồi, chơi. Ok, được, tôi lo được, anh em khỏi lo. Má, mình sợ con refill chết rồi anh em. Đem bày đàn qua đây luôn. Và hình như là hồi nãy mình chết ở ven sông thì chắc chắn sẽ có cái túi đồ. Đây. Cũng may là mình có backup mấy con bay được ở nhà không? Anh em thấy không? Tiện lợi ghê không? Và bây giờ thì con heo của mình chắc là đã bị sổng rồi. Ok, đi kiếm con heo mới thôi. À, đây, nó còn nè. À, đây. Không lẽ mày quýnh tao? Gật liền. Và bây giờ thì cho nó ăn Mazoi Berry.
con heo này nó cũng không quan trọng, cho nên là mình cho nó hết berry luôn, nó muốn ăn cái gì nó ăn. Ok. À, con này luôn hả? Con này à, lấy gỗ nó cũng nhanh nè anh em. Nhưng mà con này level 25 thì không cần thiết. Nó quá yếu. Còn bên đây chắc là không có gì để lấy. Ok, mình nghĩ là tập sau thì mình sẽ teleport. Và bây giờ thì kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và các bạn nhớ nhấn subscribe cho mình nha, để đạt được 10.000 sub trong thời gian sớm nhất. Bye bye nè. A few moments later.